Ra chưa chú? Chỗ này nó sớm rồi đúng không? Đâu có năm cây bấm bóng vô được. Người nghe cái mùi dầu lập lần trái có cái dầu đâu vậy? Đó, có cái dầu đâu đó? Dầu gì? Dầu gió. Năm nãy giờ vậy mà còn cứng lắm, thấy không chú? Chú ông kia mềm à. Mười bảy con. Hết tiền lại được rồi. Mấy bữa nay bà đang đào ra đó không? Da còn ngáy đó nhiều lắm á, nhưng mà chú ra đó con không móc nhiều á, chứ cái bờ da này mà lấy lên cái thôi tới công chuyện đau rồi phải không?
không quéo bà ơi. Gì đâu dở nữa. Công má cắt ngoài ngoài không, không giật giật kìa kìa. Nhỏ 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 thì có nó cắt luôn hả trời. Vậy mà ông có chân nó xám thì không chịu được hay. Xong cái bên này còn có bên cây cắn những cái dầu ạ. Đúng rồi. Cái bên này mới thọt luôn tới là giật giật kìa. Cho thả thả chân xuống đi con lấy cái này cho. Đây. Cho thấy cái góc móng nó chỏ vô à. Đó. Dạ sâu lắm. Đây nè. Cái góc này nó đâm vô đây nè. Đây. Giống như đang thun không? Móng luôn á chú. Nó thốn nhưng mà nó nhẹ chân chưa. Chưa còn miếng da nữa chú. Đây nè, đây nè. Ông đang dặn đẻ hả? Ôi trời ơi, có mũ có máu luôn rồi chú ơi. Khúc này nha. Chưa thả con chân xuống không? Chứ thấy nó có máu bầm đen thui trong đó không?
Chị làm gì chị? Còn móng. Thế nghe đau quá. Chị ngồi ghế đợi em chút nha. Trời ơi, chú thấy cái máu bầm nó đè xuống đây không chú? Cái này là cái máu bầm mà khi nó bị cấm á. Bây giờ con lo cái khóe da lên hết trơn rồi, giờ cái máu bầm nó lòi lên nè. Chứ hết khóe hết da rồi, cái này là cái máu bầm của cái móng chân mình đè xuống á. Chưa? Cái này mà vài bữa thôi là nó mưng mủ rồi, nó sưng lên liền. Ông nghiên cứu cái khóe. ông nghiên cứu khóe. Mấy cái khóe này mà không có cái da sáng khóe là thua. Vậy uống đây nấu nấu mà bắt nhà nó nấu nhà ngon nấu bữa
Sao chú? Cảm giác sao? Còn cái luôn nha. Không đau. Rồi mà cãi có cất cho ô cái tim nó nói luôn.